Thưa quý vị và các bạn, cách đây 9 năm, Cao Bằng, mảnh đất địa đầu của Tổ quốc, đã vinh dự đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên thăm và làm việc. Với tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của mình, Tổng Bí thư đã chia sẻ với những khó khăn của địa phương, đồng thời chỉ đạo căn dặn cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, rà soát, phát huy lợi thế, tiềm năng của tỉnh để tạo đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh và củng cố phát triển quan hệ giao lưu, hợp tác hữu nghị hai bên biên giới. Thực hiện sự chỉ đạo trực tiếp và ghi nhớ những công hiến to lớn của đồng chí Tổng Bí thư đối với Đảng, với nhân dân, đất nước. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng luôn quyết tâm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên, xây dựng quê hương phát triển, góp phần vào thực hiện hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh vì một Việt Nam hùng cường mà đồng chí Tổng Bí thư đã dành trọn cuộc đời để cống hiến, dựng xây. Những ngày qua, cùng với nhân dân cả nước, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Cao Bằng bày tỏ sự tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một nhà lãnh đạo đầy tâm huyết, tận tụy với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đã gần 10 năm trôi qua, bà Hà Thị Phấn, bí thư người uy tín xóm Bản Hoàng, một trong những người được đón tiếp tham dự cuộc gặp gỡ và làm việc với cán bộ nhân dân xã Trường Hà. Bà Phấn vẫn nhớ như in hình ảnh vị Tổng Bí thư với mái tóc bạc trắng, ánh mắt hiền hậu và nụ cười thân tình, gần gũi và giản dị. Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư ghi nhận đánh giá cao Đảng bộ, nhân dân xã đã có nhiều cố gắng trong công tác xóa đói giảm nghèo. Số hộ nghèo giảm nhanh từ 60% năm 2010 xuống còn 7,4% năm 2014. Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ, nhân dân xã Trường Hà đã chú trọng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa giống mới vào sản xuất. Nhờ vậy đã nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi. Cơ sở vật chất, đường xá ngày càng được cải thiện, khang trang hơn. Chia sẻ về những khó khăn của xã, Tổng Bí thư mong muốn cùng với sự hỗ trợ giúp đỡ của Trung ương, các ngành, các cấp, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng cần phát huy hơn nữa nguồn nội lực, phát triển mạnh các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện địa phương, vươn lên xóa đói giảm nghèo, làm giàu ngay trên vùng đất quê hương giàu truyền thống lịch sử, yêu nước cách mạng. Đặc biệt, Tổng Bí thư lưu ý xã Trường Hà phải thường xuyên chăm lo xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về xây dựng đảng kết hợp với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới để không ngừng nâng cao, cải thiện đời sống. Thực hiện lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư, bà Phấn cùng nhân dân trong xóm đã nỗ lực tuyên truyền, vận động nhân dân khắc phục khó khăn, đoàn kết tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Thời gian gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là năm 2015 để chuẩn bị là Trường Hà về nông thôn, về đích nông thôn mới. Thì lúc đấy bản thân tôi cũng rất là đong đầy cảm xúc, không suy nghĩ vấn đề gì thêm nữa, mà từ lúc Tổng Bí thư đến xã Trường Hà, bản thân tôi cũng luôn luôn là cố gắng để làm sao thực hiện được vận động tuyên truyền nhân dân, thực hiện tốt cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng, cũng như là nguyện vọng của Tổng Bí thư đem tâm tư, tình cảm đến quê hương cách mạng của xã Trường Hà nói chung và riêng xóm Bản Hoàng nói riêng. Cái năm 2015 ấy, Trường Hà là về đích nông thôn mới ấy, thì bác có nói là mặc dù cái nguồn kinh phí của Trung ương gửi đến rất là hạn hẹp, nhưng mà mong bà con, các cấp, các ngành, đoàn thể của xã luôn luôn nêu cao tinh thần vận động, tuyên truyền vận động nhân dân
để chung tay xây dựng nông thôn mới thật sự là của dân, dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra. Đấy, từ cái năm bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên ấy, thì bản thân luôn tự nghĩ và tự suy nghĩ là mỗi cuộc họp sinh hoạt của chi bộ cũng luôn luôn đem ra để cùng nhau trao đổi và cùng nhau quyết tâm thực hiện lời dạy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và cái năm đầu tiên là năm 2015 cuối năm thì cái ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Và trong cái năm đấy thì xóm Bản Hoàng cũng rất là quyết tâm cao và xây dựng được hơn là 11 km, hơn 11 km đường nông thôn nội đồng bê tông hóa, nhà nước và nhân dân cùng làm. Và các hộ dân cũng đã rất là đồng tình ủng hộ, là đã hiến đất để làm đường nội đồng. Và nhất là trong năm nay, để đạt được cái mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao thì mỗi cuộc họp cũng như là mỗi kỳ sinh hoạt của chi bộ cũng đều đưa ra để cùng nhau bàn bạc để làm thế nào là trong 6 tháng đầu năm thì chi bộ và nhân dân cũng đã là hoàn thành được một đoạn đường là trên gần 300 mét và đã bê tông hóa và nhà nước là hỗ trợ vật liệu, nhân dân là hỗ trợ ngày công và một số hộ dân cũng đã đóng góp và giải phóng mặt bằng, đạt được những kết quả như vậy thì bản thân tôi cũng luôn luôn học tập đức tính của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong chuyến thăm và làm việc tại Cao Bằng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương, dâng hoa và trồng cây lưu niệm tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khu di tích quốc gia đặc biệt Bác Bó ở xã Trường Hà, huyện Hà Quảng. Thắp nén hương thơm tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã làm rạng danh non sông đất nước, dân tộc Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xúc động ghi vào sổ lưu niệm. Tưởng nhớ Bác, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, quyết tâm phấn đấu thực hiện con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, xây dựng đất nước Việt Nam, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Là quê hương cội nguồn cách mạng, nơi vinh dự được đón vị lãnh đạo cao nhất của Đảng đến thăm. Với bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, truyền thống yêu nước vốn có, học tập theo tấm gương của Tổng Bí thư với phương châm lấy dân làm gốc. Những năm qua, huyện Hà Quảng đã nêu cao ngọn cờ đoàn kết, phát huy ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ trên cơ sở bám sát đặc điểm thực tế của địa phương và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Trung ương, của tỉnh. Trong đó, chủ động quán triệt, học tập, triển khai thực hiện và xây dựng, ban hành các văn bản của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, các nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch của tỉnh ủy, huyện ủy ban hành. Tập trung quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch hàng năm. Đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên mới, rà soát sàng lọc đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi đảng, thường xuyên tự soi, tự sửa, thực hiện có hiệu quả kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, các nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng đảng
Với những lời căn dặn năm xưa đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Hà Quảng thì cũng đã phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, quyết tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ xây dựng Đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội nhằm là đưa huyện Hà Quảng phát triển trong thời gian tới. Cụ thể ở đây thì đối với lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư ấy, về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, huyện Hà Quảng cũng đã căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương rồi của tỉnh, thì huyện ủy đã tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa việc tổ chức thực hiện kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2026 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2024, gắn với việc thực hiện kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn rồi đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Rồi tổ chức thực hiện tốt quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các cấp. Rồi tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi 3 nội dung đột phá của năm 2024. Rồi tiếp tục quan tâm củng cố kiện toàn các cấp ủy, rồi lãnh đạo các cơ quan đơn vị và các chi đảng bộ trực thuộc, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, rồi chỉ đạo hướng dẫn Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 theo kế hoạch. Một nội dung nữa là tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và chỉ đạo quyết liệt việc khắc phục những tồn tại đã được chỉ ra trong kiểm tra giám sát, rồi tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo. Nội dung tiếp theo là tiếp tục nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong các công tác quản lý, chỉ đạo rồi các hoạt động của các tổ chức, rồi triển khai thực hiện trong chương trình công tác của các cơ quan đơn vị theo kế hoạch, rồi tăng cường kiểm tra thực hiện việc phòng chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, rồi tổ chức tốt các ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Nội dung tiếp theo là tiếp tục bám sát các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, rồi đẩy mạnh chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, các nội dung trọng tâm, này, nội dung đột phá, tháo gỡ khó khăn, trong đó đẩy mạnh thực hiện nghị quyết số 05 của tỉnh ủy về phát triển huyện Hà Quảng đến năm 2020, tầm nhìn 2030, rồi tiến độ thực hiện các chương trình trọng tâm, nội dung đột phá, các chương trình mục tiêu quốc gia, công trình trọng điểm, thu ngân sách, giải ngân vốn, vân vân. Làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đã nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trong phát triển kinh tế xã hội, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh và củng cố phát triển quan hệ giao lưu, hợp tác với các địa phương giáp biên của Trung Quốc. Tổng Bí thư chia sẻ, Cao Bằng là tỉnh miền núi cao, còn nhiều khó khăn, với hơn 90% diện tích tự nhiên là đất lâm nghiệp, núi đá, sông suối, khoảng 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, có 6 huyện thuộc diện nghèo nhất cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao, địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn. Tuy nhiên, Cao Bằng cũng có nhiều tiềm năng, lợi thế cần khai thác, phát huy, chứ không chỉ thấy toàn khó khăn. Với phương châm, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, quốc phòng an ninh là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng. Đồng chí Tổng Bí thư đề nghị Cao Bằng cần tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về xây dựng Đảng một cách bài bản, nghiêm túc,
phải thường xuyên kiểm điểm tự phê bình và phê bình, khắc phục, sửa chữa cho được những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm. Quan trọng là cán bộ, nhất là người đứng đầu, phải gương mẫu, liêm khiết, có năng lực, phải quy tụ, đoàn kết được cán bộ, đảng viên. Từ những lời căn dặn, sự chỉ đạo của Tổng Bí Thư, những năm qua, tỉnh Cao Bằng đã rà soát, xác định rõ những tiềm năng, lợi thế sẵn có để xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết 3 điểm nghẽn để tạo đột phá phát triển đi lên. Trong đó tập trung chỉ đạo phát triển nông lâm nghiệp, phát triển kinh tế biên mậu, kinh tế cửa khẩu, phát triển du lịch bền vững. 3 đột phá chiến lược về xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hoàn thiện cơ chế, chính sách. Trên cơ sở đó, tỉnh đã rà soát lại các quy hoạch, kế hoạch, chương trình cụ thể, hoàn thành và công bố quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đuổi kiên trì và đang từng bước triển khai thi công dự án quan trọng của tỉnh, dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng, nhận được sự đồng thuận, ủng hộ cao trong nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh liên kết vùng, tăng cường phối hợp với các địa phương lân cận, tranh thủ được sự giúp đỡ, hỗ trợ của các bộ, ngành trung ương, thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục tập trung làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, đồng thời gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Thực hiện đúng sự chỉ đạo của Tổng Bí Thư, phát triển nhanh, toàn diện, đồng bộ, nhưng cần tìm ra một số việc tập trung làm cho bằng được, đó là hoàn thiện cơ chế chính sách, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Và quan trọng là cần phải có đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cần có người lo, người làm, để ra và tổ chức thực hiện tốt công việc. Tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12 về xây dựng, chỉnh đốn đảng, thực hiện tốt công tác cán bộ. Đặc biệt hiện nay, đang tích cực chuẩn bị các công việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, theo tinh thần chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định, tăng cường đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài của công dân theo quy định. Ghi nhớ những lời căn dặn ấm áp, tình cảm mà vô cùng sâu sắc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng, nơi quê hương cội nguồn cách mạng, mãi nhớ về người lãnh đạo đất nước giản dị, tiếp tục nghiên cứu, học tập những quan điểm, đường lối, di sản Tổng Bí Thư để lại, không ngừng nỗ lực, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương, góp phần trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của nước nhà, xứng đáng với sự tin tưởng của Tổng Bí Thư đối với tỉnh. Với bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, yêu nước cách mạng, với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao, tin tưởng rằng Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng sẽ tiếp tục bứt phá vươn lên, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Chuyên mục xây dựng Đảng đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.